Rồi, tiếp tục ha. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách mô hình cái lõi nhanh hơn so với cách thông thường này. Giờ mình sẽ xóa đi. Tôi xóa đi. Xóa lõi này để tôi mô hình lại cho anh chị. Xóa hết này. Đấy. Ở đây còn cái loại này, muốn xóa nhanh mình vô select chọn đối tượng, vuông chọn vách, select nó sẽ chọn hết, xong delete là xong. Và tôi tắt cam này đi để diện cái model explorer này á, nó mô hình rất là nhanh này. Khi nào anh chị làm quen rồi tôi sẽ chỉ cho anh bên này. Nếu chị làm cái này rồi mấy cái này anh chị là không biết là mất công ha, từ từ. Rồi, tôi sẽ mô hình lại vắt bằng một cái công cụ khác. Đó là Raw Worm Stat. Một là lấy đây, hai là anh chị vô đây. Đây, vô cái nào được, mình vô ngoài nhanh hơn. Đây, nó có nhiều cái kiểu vắt cho mình chọn. Ví dụ giờ tôi muốn vẽ cái vắt chữ L đây. Được chưa? Thì tôi sẽ chọn vào vắt L. Đấy, tôi sẽ nhập chiều dài vắt là 300 300, kích thước vách từ đây, từ tim tới đây là của mình là bao nhiêu, 2m 25 đúng không, coi lại bài cái hả, 2m 25, một cái này 2m rưỡi à, sau cái này 2m 25, có thể là bằng vẹn này nó đây nó đi từ từ mép mình vẽ từ tim này là 2m 25 ha, lấy 2m 25 đi, cái này có thể là nó vào bị sai, mình lấy cái này góc này đi ha, 2m 25. Rồi LI là pha cái này hồi nãy mình nói là bao nhiêu, 2m 75 đấy. Rồi sau đó mình ok, nó hỏi vạ từ tầng mái đến tầng trệt. Ai vạ từ đâu đến đâu mình cho từ tầng mái đến gì hết luôn, đến cuối là tầng trệt luôn. Đây mình click vô, mình coi bên 3D này, đây nó sẽ có từ có vách, được chưa? Đấy, sau khi mình vẽ cái này là mình sẽ mirror để chỉ cho thêm tiếp theo, click vô đây. Thì cái này nó có giỡn cái là mình không có thể chọn lấy lại tính chất lại mà mình phải làm lại lần nữa. Đấy, nếu mà có etap nó có tính năng mà mình vô đây modify nó cho click lại nó lấy lại tính chất này thì quá tuyệt vời ha. Giờ hiện tại giờ là chưa có, tôi đã tìm hiểu nhưng mà nó chưa có cách sửa đó. Nếu anh chị nào sau này biết cách thì có thể là chị tôi ha, chúng ta cùng phát triển. Rồi cái tiếp theo tôi sẽ để lại cái lx này là còn lại là 2m 75, li là 2.25, ok ha. Đấy, anh chị click vô đây có thể anh chị sử dụng cái phép giống như cái máy tính vậy đó, mình có thể bấm cộng trừ nhân chia này cho nó nhanh. Rồi 2m 75, rồi mình vẽ lên đây thì ở đây nó có chức năng mirror này, mirror chục hai này thì nó xoay qua đây, được chưa? Để mình vẽ cái vách bên kia, mirror chục ba thì nó vách này, để mình vẽ cái vách phía này, ok. Mình click vô đây mình sẽ vẽ vách phía này, được chưa? Đó, chức năng vậy đấy. Xong tôi sẽ chọn hai cái này, tôi mirror Ctrl R đấy, mirror big boy, chọn hai điểm, điểm này, điểm này, apply sẽ có vách, ok ha. Tiếp theo tôi vô raw đây, vô đây cũng được, vô hai cái để anh chị cho quen ha. Rồi anh chị sẽ vẽ cái vách vuông, ba vách này, ba vách, được chưa? Rồi tôi làm lại nè ha. Đây cái này tôi vẽ thì tôi cũng ít dùng nó, được chưa? Đây tôi sẽ chọn lại nè, LI là cái chiều cao này, cái này của mình là bao nhiêu, cái này mình vẽ điểm thì nó nhanh hơn đúng không, chức năng này mình vẽ điểm thì nó sẽ nhanh hơn là so với cái sử dụng cái này. Cái nhịp mình 7.8, LI 7.8,
Lx. Lx của mình chính là cái đoạn này đang 2m750, 2.75. Mình sẽ đánh vô là 2.75 chiều dài 300. Rồi. Mình zoom lại ha. Đây, nó như vậy. Giờ mình đặt, mình muốn xoay lại thì trong này không có chức năng xoay. Đây, mình không có chức năng xoay đâu. Không xoay được. Thì mình ok đi, tôi sẽ chỉ cho anh chị. Ok. Khi mình ok mình đặt cho đây này, ở đây nó có góc xoay nè. Thấy chưa? Ở đây có góc xoay này, mình lít vô, xoay 90 độ. Đấy. Thì nó sẽ nằm vậy. Giờ mình sẽ xoay bao nhiêu cho nó ngược lại. Là trừ 90 độ đi. Đây anh chị sẽ thấy đây. Đó. Nó đúng cái loại cho mình. Được chưa? Và tương tự qua này. Tuy nhiên mình vạc một bên thôi rồi mình xoay. Ha, để anh chị nhớ lại công cụ hồi nãy tôi hướng dẫn. Đấy. Thấy vạc nhanh không? Nhưng mà cái này thì bắt điệp xuống đây cái vạc là nhanh rồi. Còn mình làm cái này còn lâu lâu hơn nữa. Đó. Đó. Tiếp theo. Cái quan trọng nhất của cái chức năng này là đi vạc cái loại này nè. Đây. Là cực nhanh. Trong nhà tầng là cực nhanh ha. Đây mình có cái loại lớn như vậy. Nó tự khoét lộ cho mình luôn. Đây. Mình có bao nhiêu loại? Mình có 3 cái. Nếu mình để như vậy uniform á, tức là ba cái loại này nó bằng nhau. Mình chọn nâu đi, tại vì nó khác nhau. Thì trong trường hợp này mình có 2.65, 2.5, 2.65. Mình sẽ đánh như đây. Lx là 2.65. 2m5. 2.65. Đấy. À, anh chị chú ý 2.65 nó tính từ từ mép chứ không phải tính từ tim. Nên mình phải chỉnh lại ha. Anh chỉnh lại. Là 2.65 mà trừ cho cái chiều dày rồi. Là 300 rồi còn 2.35. Cái này là trừ 300 là còn 2.2. Cái này còn 2.35 đó. Chú ý chút ha. Đây, ok. Tiếp theo là chiều cao này. Chiều cao mình là 2.75. Đúng không? Cao mình là 2.6. 2.6 tương tự vậy mình phải trừ đi cái 300 là còn 2.3. Trừ cái chiều dày vách, bạn nhìn vô hình này là bạn biết rồi đúng không? Đó. Chiều dày vách thì mình nhập vô ở đây tất cả chiều dày vách 300 hết. Tuy nhiên cái này là không hợp lý à, thường là những cái vách biên thì nó sẽ lớn hơn, còn vách ngăn này mình sẽ chọn nhỏ hơn, ví dụ 225 thôi nha. Rồi. Sau khi trong quá trình thiết kế tôi biểu đồ tương tác của cái vách này nè, của cái lọ này tôi sẽ nói cho anh chị hiểu bố trí vách làm sao cho nó kinh tế. Rồi, opening là tức là chiều cao của cái lỗ. Thì hồi nãy tôi nói rồi, giả thiết cho mình là thang máy là cao H2. Open width là bề rộng này, 1.2 1.209 mình do chỉnh là tất cả là 1m hết. Đấy. Ok. Rồi, mình vẽ cái lọ này thì mình xoay nó lại. Xoay lại, lật ngược lại. Sau đây mình lật lục 3 này. Đó. Xoay ngược lại. Rồi mình ok. Đẩy nó đây. Đó. Thì có một điều tuyệt vời là bạn vô là cái trục C phẩy hồi nãy mình coi. Bạn thấy tự động nó phát lỗ mà nó đúng luôn. Tức là cái chiều cao lộ này nè là 2.2. 2.2. Chiều cao tầng bao nhiêu không biết, nó sẽ tự trừ. Đó. Đỡ tốn thời gian không? Rất là nhanh. Đó, tôi thấy cái cách này vẽ những cái lọ này cực nhanh. Rồi sau đó tôi làm lại cái bước hồi nãy ha. Tôi chọn All Story nè ha. Rồi tôi nhấn Ctrl R. Tôi vô Radio. Thì cái này là mặc định là nó lưu lại cái tọa độ hồi nãy rồi nè. SE nó tự lưu lại tọa độ cho mình rồi. Radio chứ. Nó tự lưu lại tọa độ cho mình rồi nè. Mình chỉ nhấn Apply rồi ok. Đấy. Được chưa? Rồi. Giờ mình muốn xem qua đây luôn. Thì mình vẽ thêm một cái nữa hoặc là mình vô đây. Mình xóa cái xe phải này đi. Rồi tôi để lại mặt bằng tầng bất kỳ. Sau đó tôi vô RAW. Đó, tôi làm lưu làm lại thì anh chị sẽ nhớ cách đúng không? Đây. Ồ. C
sau tầng 4 là bên này là mất rồi. Mình kiểm tra lại cái vách của mình ha. Mình mirror là mình xoay như thế nào mà bên này nó mất rồi, mất cái lỗ của mình rồi. View show on mất rồi ha, mất cái lỗ rồi thì cũng không sao, click đi, làm lại, quét chọn lại nè. Edit relocate radio. À có thể mình có delete không không đấy chưa, kiểm tra lại rồi có lỗi nè. Tầng 2 rồi mình vô đây ha, mình draw đây, tương tự đặt lại xe phải đấy. Mình vẽ giờ nè, cái này mình có thể vẽ dứt dắt, tôi muốn qua đây được chưa, xong đi xem qua đây, xem qua đây luôn đi, xé qua đây, xem tới đây, muốn xem cái cột này nữa cũng được chưa, rồi nhấn chuột phải đấy, tức là vẽ qua bao nhiêu nó còn xem được. Rồi dưới này cái cột mình thiếu, hồi nãy mình mirror cái gì nó thiếu cái tầng thiếu này rồi đây, bạn sẽ thêm thấy được, được chưa. Hồi nãy mình xoay làm sao mà nó thiếu cái tầng ở dưới rồi. Làm lại thử ha. Tầng 2 ôn xóa đi. Rồi xóa này. Bên này là vẫn còn. Rồi nó bị lỗi gì đây. Để lại cái mặt bằng bên này xem ha. Đấy. Cái tầng này nó không có, mà tầng trên nó có. Kiểm tra lại nè. Đây là tầng 2 nó không có. Rồi làm lại lần được đây. Quét chọn hết. Chọn hết chưa? Kiểm tra lại nè. Nó sẽ có cách kiểm tra nhanh hơn, nhưng mà giờ mình đang học á, thì tôi chỉ cách đơn giản vậy, chứ còn nếu chị vô nữa rối bài hả. Rồi edit relocate radio xoay number 1 apply. Đó, kiểm tra lại lần nữa đây. Nhiều khi nó bị lộ cái gì ha, mình xài rắc thì mình chả biết được. Rồi ok. Xong cái cách mà mình dựng cái vách lọ đúng không? Còn cái chuyện dựng mà mệt làm sao cho đứng mệt ở dưới này không, mình sẽ khi trong quá trình mà mình chạy xong mình phân tích đó, thì tôi sẽ nói, chứ không phải là giờ mình đi nói những cái đó ha. Nó anh chỉ học công cụ thôi. Xong ha, mình biết mô hình vách lọ chưa các bạn? Ok đúng không? Rồi. Mình mấy phút thực hành, bạn xóa hết nha. 2 phút thực hành ha. 2 phút thôi. Là xong rồi, ok.